Cô xin chào tất cả các con và các bậc phụ huynh. Cô là giáo viên Vi Thị Khuyên, trường Mầm non Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con làm bức tranh con cá từ lá mít. Muốn làm được bức tranh con cá từ lá mít, cô có những đồ dùng sau. Cô có giấy, lá mít, kéo, băng dính, bút lông. Bây giờ các con hãy chú ý quan sát nhìn xem cô làm nhé. Cô dùng một lá mít để cô cắt phần đầu để làm miệng của con cá. Cô cắt các nét xiên để tạo thành miệng của con cá. Cô cắt phần đuôi của lá mít. Cô đã cắt xong rồi. Bây giờ cô sẽ lấy băng dính, cô dính vào mặt giấy. Sau đó cô đặt lá mít lên. Tiếp theo cô sẽ dùng bút lông, cô sẽ vẽ mắt con cá. Cô vẽ vòng tròn nhỏ để làm mắt con cá. Cô vẽ nét cong để chia phần lông phần đầu của con cá. Cô đã vẽ xong rồi. Và con cá này con thiếu phần gì nữa nào cả con nào? À, con thiếu phần đuôi đúng nào? À, cô cũng dùng một lá mít. Cô sẽ gấp đôi lại với nhau. Cô sẽ cắt nét xiên để tạo thành đuôi con cá này. Con chú ý nhìn xem nào. Cô đã cắt được rồi. Bây giờ cô sẽ dính ở phía sau đây để làm đuôi con cá. Và con cá muốn bơi được thì con nhờ gì nữa nào? À, nhờ có vảy đúng nào. Cô sẽ cắt vảy con cá, cắt một ít lá để làm vảy này. Một vảy cô sẽ đặt ở phía trên này, một vảy ở phía dưới. Cô đã hoàn thành bức tranh con cá của cô rồi này cả con này. Và cô cũng có một bức tranh cô đã làm hoàn chỉnh rồi này để cho cả con xem. Cả con xem, đây là bức tranh cô đã làm trước và tô màu cho bức tranh này. Qua video này, cô cũng muốn các bậc phụ huynh ở nhà hướng dẫn cho con mình làm. Cuối cùng, cô xin chúc cả con ngoan, học giỏi. Chúc các bậc phụ huynh mạnh khỏe. Cô Khuyên xin chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn vào các video sau nhé.